cùng hâm nóng bầu không khí Euro với những chương trình đặc sắc trên bóng đá TV, thể thao TV và thể thao tin tức HD. Sau đường tới Euro phát sóng vào 21 giờ Chủ nhật hàng tuần. Chúng tôi hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn một chương trình đồng hành mới mang tên Cuồng nhiệt cùng Euro, một phiên bản đặc biệt của game show Cuồng nhiệt cùng bóng đá. 16 đội chơi sẽ thi đấu loại trực tiếp để chọn ra đội vô địch. Căng thẳng, kịch tính, nhưng không hề thiếu những tiếng cười.